Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Không để xảy ra tình trạng người bị mắc Covid-19 nhưng không liên hệ được với các cơ sở y tế. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ban Nội chính tỉnh ủy làm việc với Tòa Nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Bắc Yên. Khởi động năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, không để xảy ra tình trạng người mắc COVID-19 nhưng không liên hệ được với các cơ sở y tế và không được quản lý theo dõi y tế. Từ đó thì cần nâng cao chất lượng y tế cơ sở, các trạm y tế lưu động. Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh diễn ra vào sáng nay, tham dự cuộc họp có đồng chí lò Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Sở Y tế Sơn La, đến ngày 23 tháng 2 toàn tỉnh có 35 xã phường thị trấn cấp độ 3, 52 xã cấp độ 2, 117 xã phường thị trấn cấp độ 1. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 23 tháng 2, toàn tỉnh phát hiện 14.876 ca dương tính, trên 5.000 trường hợp điều trị khỏi bệnh, hiện đang tiếp tục điều trị cho trên 9.000 ca. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Số người bị nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày một tăng, nguồn bệnh khó kiểm soát. Một trong những vấn đề bất cập hiện nay đó là việc thiếu dung môi để tổ chức tiêm phòng vaccine. Về vấn đề này thì ngành y tế địa phương đang tiếp tục khẩn trương làm việc với Bộ Y tế để cung cấp đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine bao phủ diện rộng trên địa bàn. Bên cạnh đó, với số ca F0 đang có xu hướng tăng cao, giá các mặt hàng test nhanh, thuốc y tế không đồng đều giữa các cơ sở bán thuốc. Điều này đòi hỏi phải có các giải pháp kiểm soát và bình ổn giá vật tư y tế trong thời điểm này. Một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là việc học sinh ở các bậc học trở lại đi học trực tiếp việc xuất hiện những KF0 và cách xử lý đảm bảo công tác dạy và học, an toàn phòng chống dịch tại các nhà trường tiếp tục được quan tâm. Công tác phân tầng điều trị và các giải pháp xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng dập dịch nhanh chóng được đánh giá phân tích để có những giải pháp chủ động kịp thời với tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến, tổ chức thu dung, điều trị hiệu quả ở các tuyến, cung ứng và đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị, trang bị phòng hộ tại các cơ sở điều trị. Giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Tổ chức thu dung, điều trị ở các tuyến, cung ứng và đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, nhất là UC y tế, trong công điện 235 cũng nhắc cái việc này và chúng tôi đề nghị góc độ ban chỉ đạo cũng tiếp tục quán triệt cái tinh thần này. Thế đề nghị các đồng chí là cố gắng không để xảy ra cái tình trạng là người bị mắc bệnh nhưng mà lại không liên hệ được với cơ sở y tế và không được quản lý theo dõi y tế và lại còn không được cấp phát thuốc điều trị. Đây là chúng tôi muốn nhắc đến các đồng chí là cái y tế cơ sở đấy và trạng y tế lưu động đấy, thì đề nghị là quan tâm để chỉ đạo các lực lượng, các bệnh viện, trường cao đẳng y giúp cho các địa bàn mà bị đông f0, trong đó là địa bàn thành phố là cần phải quan tâm nhất, vì là địa bàn này hẹp nhưng mà dân số rất đông. Bên cạnh tập trung cho công tác điều trị bệnh nhân f0. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý các địa phương, ngành y tế tăng cường kiểm tra giám sát, tránh tình trạng loạn giá vật tư y tế. Ngành công thương tăng cường kiểm tra không để tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Ngành giáo dục và y tế phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác phòng dịch, đảm bảo công tác dạy và học an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển, triển khai mạnh mẽ toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ với các biện pháp truyền thông tư vấn về phòng chống dịch. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, chiều ngày 23 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm hỏi động viên đội ngũ cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế trên địa bàn thành phố Sơ La. Cùng đi có đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến thăm bệnh viện đa khoa 550 giường, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong thời gian qua, đặc biệt là công tác điều trị đối với những bệnh nhân nhiễm COVID-19 có chuyển biến nặng. Đồng thời đề nghị bệnh viện cần tiếp tục thực hiện việc phân tầng điều trị các bệnh nhân, nghiên cứu các phác đồ điều trị tốt nhất tránh để các tình huống xấu xảy ra đối với các bệnh nhân. Chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng khi số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, bệnh viện cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân thăm hỏi lực lượng cán bộ bác sĩ tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã biểu dương những kết quả của trung tâm đã đạt được, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy lưu ý trung tâm cần giả soát đánh giá lại tỷ lệ tiêm vaccine đối với từng đối tượng theo từng độ tuổi, từ đó có lộ trình tiêm các mũi tiếp theo. Nhiệm vụ trước mắt trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các huyện thành phố để nhanh tiến độ tiêm chủng mùa xuân, lên các phương án tiêm vắc cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, đồng thời chuẩn bị các phương án để chuyển đổi, sửa chữa vị trí việc làm, từ đó giúp cán bộ y bác sĩ có điều kiện làm việc tốt nhất, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Thăm khu điều trị F0 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ hiện nay đang điều trị cho 10 ca có diễn biến nặng. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và ứng dụng các giải pháp điều trị mới, nên trung bình một bệnh nhân chỉ mất 3 ngày sẽ hết triệu chứng, 8,2 ngày sẽ được xuất viện. Đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây, đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị ngành y tế cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách để đội ngũ y bác sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ cần tiếp tục nâng cao y đức, ứng dụng rộng rãi các liệu pháp điều trị mới, các bài thuốc cổ truyền để điều trị cho bệnh nhân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tránh để lây lan trong khu điều trị. Sáng nay, ngày 23 tháng 2, đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Toán Nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Viện Cảnh sát Nhân dân tỉnh, Toán Nhân dân tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Tòa án hai cấp tỉnh đã thụ lý 1.741 vụ việc các loại, đã giải quyết 1.301 vụ việc đạt tỷ lệ 74,7%. Số lượng vụ án bị sửa hủy do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ 0,46%, thấp hơn 1,04% so với chỉ tiêu quốc hội giao cho hệ thống Tòa án Nhân dân. Số vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hòa giải thành là 371 trên 500 35 vụ việc đạt tỷ lệ 69,3% cao hơn 9,3% chỉ tiêu do toán nhân dân tối cao đề ra. Xét xử các vụ việc nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Toán nhân dân tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại quy chế phối hợp ban hành, trong đó kịp thời trao đổi chủ động cung cấp thông tin theo yêu cầu của ban nội chính tỉnh ủy trong việc giải quyết hai vụ việc nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Vụ việc phá sản công ty cổ phần xi măng Trường sinh và vụ án xảy ra tại Sở Y tế. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Công an trong công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc khó khăn trong quá trình xét xử, tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, ban nội chính tỉnh ủy, ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy trong công tác cải cách tư pháp, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Minh Tân, trưởng ban nội chính tỉnh ủy đề nghị tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xét xử đảm bảo xử lý kịp thời đúng pháp luật không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm nhất là các vụ án nghiêm trọng phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm thuộc diện cấp ủy theo dõi chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tư pháp Ngày 23 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi tại xã Mường Khoa và xã Ta Sùa, huyện Bắc Yên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua trên địa bàn huyện Bắc Yên xuất hiện mưa rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp đã gây thiệt hại trên đàn gia súc của nhân dân trên địa bàn huyện. Theo thống kê, tính từ ngày 19 đến 17 giờ ngày 22 tháng 2, trên địa bàn các xã trong toàn huyện đã có 526 con gia súc bị chết. Trong đó có 28 con trâu, 208 con bò, 34 con nghé, 121 con bê, 134 con dê và một con ngựa. Tổng ước thiệt hại trên 6 tỷ 638 triệu đồng. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên đã tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên, qua kiểm tra nắm tình hình tại bản POT xã Mường Khoa và bản Bẹ, bản Trò A, xã Tà Sùa, vẫn còn tình trạng nhân dân chưa quây bạt phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, vẫn còn tình trạng thả rông châu bò trên nương gây thiệt hại cho đàn gia súc. Để chủ động ứng phó hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại gây ra, đồng chí nguyễn thành công đề nghị ủy ban nhân dân huyện bắc yên chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn chủ động tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra triển khai các phương án phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết gây ra vận động nhân dân dự trữ nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi trong những ngày rét đậm rét hại tuyệt đối không thả rông chăn thả gia súc trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống thấp thực hiện che chắn chuồng trại đốt lửa giữ ấm cho gia súc và bổ sung thêm chất dinh dưỡng nhằm tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều ngày 19 tháng 2 đến trưa ngày 22 tháng 2, trên địa bàn huyện Thuận Châu đã xuất hiện mưa rét đậm rét hại trên diện rộng. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra trên đàn gia súc, huyện Thuận Châu tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc tại các xã thị trấn. Tại xã Phổng Lập, Phổng Lái, trước thời tiết rét đậm rất hại các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động qua đó người dân đã có ý thức hơn trong việc phòng chống đói rét cho vật nuôi của gia đình chú trọng đến việc giữ ấm chuồng trại chủ động nguồn thức ăn dự trữ bổ sung thêm thức ăn tinh để tăng sức đề kháng chống chịu các loại bệnh thường gặp ở đàn gia súc trong mùa đông thị xã cũng phân chỉ... công tất cả các đồng chí trong ban chỉ đạo của xã phụ trách các bản đi nắm tình hình thực tế ở các bản và hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại và chuẩn bị và sẵn đủ các thức ăn cho gia súc gia cầm. Khi có thông tin nhiệt độ sẽ xuống thấp, ông Lò Văn Dọn ở bản Nà Khoang, xã Phòng Lập, huyện Thuận Châu đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ cho đàn trâu của gia đình. Nhờ vậy, trong những ngày rất đậm rất hại vừa qua, đàn trâu của gia đình ông không có con nào bị ảnh hưởng. Các Được xã bản tuyên truyền cũng như xem thông tin trên truyền hình À, báo sẽ có đợt rét đậm rét hại, tôi đã chủ động quây bạt che chắn, chuẩn bị thức ăn, hàng ngày dọn dẹp vệ sinh chuồng trại sạch sẽ cho đàn bò nhà tôi để đảm bảo bò vẫn phát triển khỏe mạnh trong mùa đông này. Hiện toàn huyện Thuận Châu có trên 140.000 con gia súc và trên 711.000 con gia cầm các loại. Để bảo vệ đàn vật nuôi trong tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan, rét đậm rét hại kéo dài, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ gia súc. À, tập trung tuyên truyền bà con à, làm công tác bảo vệ tốt cái đàn gia súc gia cầm trong cái đợt xét đậm rất hạn lần này và đặc biệt là phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp thường xuyên bám sát cơ sở và à, hướng dẫn à, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện phòng chống trong cái đợt xét đậm rất hạn này. với các biện pháp chủ động huyện thuận châu hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra trên đàn gia súc. Tuy nhiên do diễn biến khắc nhiệt của thời tiết trên địa bàn các xã Mường É, Phổng Lập, Trường Bôm, Co Tòng, Pá Long đã có 14 con trâu bò bị chết, chủ yếu là trâu bò già yếu và nghé, bê mới sinh và trâu bò của một bộ phận người chăn nuôi vẫn còn thói quen thả rông, không chủ động phòng chống đói rét cũng như dự trữ thức ăn. Tin rét đậm rét hại và cảnh báo băng giá. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết tỉnh Sơn La có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất sáng phổ biến sẽ từ là 6 đến 11 độ, Mộc Châu 2,9 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm ngày 23 và ngày 24 tháng 2, ở tỉnh Sơn La sẽ có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trời rét đậm rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao từ 3 đến 5 độ, có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại cấp độ 1. Và đây là tin cuối cùng về đợt rét đậm rét hại này. Thưa quý vị, với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, năm du lịch quốc gia 2022 chính thức được khởi động và vào sáng ngày 23 tháng 2, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công bố bộ nhận diện năm du lịch quốc gia và những kỳ vọng phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, bước sang năm 2022, ngành du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc, hoạt động sôi động trở lại tại một số địa phương, trung tâm du lịch lớn trên cả nước năm du lịch quốc gia được kỳ vọng phát huy vai trò của du lịch Quảng Nam trong liên kết tạo động lực phát triển du lịch khu vực miền Trung và toàn quốc. Xuyên suốt trong năm sẽ có gần 200 sự kiện quy mô lớn được tổ chức. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất đón khách nội địa và thu hút khách quốc tế quay trở lại. Quảng Nam cũng là tỉnh đầu tiên trên cả nước ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh và được cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư hưởng ứng rất tốt. Trong năm du lịch quốc gia, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đón trên 4 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế. Đến thời điểm hiện nay thì cơ bản công tác chuẩn bị cho cái lễ khai mạc cũng như là các cái sự kiện trong khuôn khổ của lễ khai mạc và các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong năm 2022 với chủ đề là du lịch xanh và Quảng Nam sẽ quyết tâm để sớm trở thành một cái trung tâm du lịch xanh của cả nước. Năm nay thì Quảng Nam rất là dũng cảm tổ chức cái năm du lịch Quảng Nam và Việt Nam hy vọng rằng chúng ta có đang khởi sắc của lại quay trở lại hy vọng rằng là chúng ta sẽ đón được khách du lịch quốc tế trở lại từ ngày 15 tháng 3 một số số lượng lớn và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có sự tự tin và khách du lịch trong nước đi trở lại và chúng ta nhìn thấy rõ là trong vòng 2 hai tháng qua với cái việc chính sách linh hoạt thích ứng linh hoạt của chính phủ điểm nhấn của năm du lịch quốc gia 2022 là lễ khai mạc được tổ chức tại đảo ký ức Hội An thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, lễ khai mạc công bố năm du lịch quốc gia không phải là phong trào mà phải đi vào thực chất, giúp Quảng Nam và các địa phương quảng bá điểm đến, thu hút lại khách du lịch trong nước và quốc tế. Hưởng ứng chương trình Việt Nam mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 tới đây. Nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện Mộc Châu đã tổ chức họp bàn các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong năm 2021, du lịch Mộc Châu gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Lượng khách du lịch đến Mộc Châu chỉ đạt khoảng 441.000 lượt người, doanh thu xã hội ước đạt 485,1 tỷ đồng huyện Mộc Châu cũng triển khai nhiều giải pháp tập trung mọi nguồn lực để phát triển du lịch, ưu tiên triển khai công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, thu hút đầu tư phát triển du lịch, tăng cường quảng bá phát triển các sản phẩm du lịch mới. Trong năm, huyện Mộc Châu đã thu hút tài trợ được 13 đồ án quy hoạch với tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết lên đến 422 hectare huyện cũng thu hút được 17 dự án thuộc lĩnh vực du lịch với tổng mức đầu tư đạt trên 3.761 tỷ đồng. Công tác quảng bá trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh truyền hình trung ương tiếp tục được triển khai hiệu quả. Cơ sở du lịch từng bước đáp ứng các tiêu chí khu du lịch quốc gia với 271 cơ sở lưu trú, 325 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 10 khu điểm bản du lịch đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách Năm 2022, huyện Mộc Châu tiếp tục tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của khu du lịch quốc gia, xây dựng bản đồ du lịch 3D 360, tăng cường hơn nữa công tác quảng bá du lịch, tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách đến Mộc Châu. Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã vừa tổ chức phiên họp thứ 8 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022. Trong tháng 2 năm 2022 là thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán nhâm dần, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện tiếp tục có diễn biến phức tạp. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, vừa chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã hướng dẫn nhân dân tập trung nhân lực cày bừa 1.442 hecta đạt 81,4% so với kế hoạch, đôn đốc hướng dẫn nhân dân tăng cường các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, duy trì hoạt động thương mại đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 4 tỷ 270 triệu đồng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, so đó giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Trong thời gian tới, huyện Sông Mã tập trung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, điều trị quản lý F0, F1 tại nhà đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định, tăng cường triển khai tiêm vét mũi 1, mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện, chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã tổ chức phiên họp thứ 9 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022. Trong tháng, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu đã chỉ đạo các xã thị trấn duy trì các hoạt động phát triển nông nghiệp gắn với chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất, phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm, tổ chức lễ phát động trồng cây phân tán nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tông Cọ, tổ chức triển khai thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu huyện Thuận Châu đến năm 2035, xin chủ trương về ý tưởng quy hoạch chi tiết khu du lịch Pha Đin, quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 20 tháng 2 đạt 183 tỷ 156 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 3 tỷ 408 triệu đồng tiếp tục chỉ đạo các trường học thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp theo cấp độ phòng chống dịch COVID-19, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, đẩy mạnh thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022. Trong tháng 3, huyện Thuận Châu tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, các công trình, dự án triển khai trên địa bàn, quan tâm chú trọng việc phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là các xã vùng cao, đẩy mạnh thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 triển khai thực hiện công tác tiếp nhận điều trị phân tầng bệnh nhân COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo triển khai linh hoạt có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, không lơ là chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Với trên 1.600 hectare cây mận hậu, từ nhiều năm nay xã Phiêng Khoài trở thành vùng chuyên canh cây mận hậu lớn nhất của huyện Yên Châu. Thời điểm này thì bà con nông dân đang tích cực chăm sóc cây mận hậu để đạt năng suất và chất lượng quả cao nhất. Thời điểm này bà con đang tập trung bón phân làm cỏ và tưới nước cho cây, giúp cây phát triển và nuôi dưỡng quả non. Trước đó bà con đã tập trung cắt cành tạo tán cho cây từ tháng 10, tháng 11 năm trước. So với mọi năm thời tiết khá thuận lợi cho cây mận phát triển, cây mận hậu ra hoa đậu quả tốt. Cùng với việc chăm bón, chế độ tưới nước và bón phân đầy đủ Thời điểm này, bà con cũng tích cực thăm vườn để kịp thời phát hiện, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Với trên 1.600 ha cây mận hậu, dự kiến vụ mận năm nay, địa phương này cung ứng ra thị trường khoảng 15.000 tấn quả mận tươi. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 tới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an sẽ bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc với tài khoản định danh điện tử công dân khi thực hiện các dịch vụ công sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký và không phải khai báo điền thông tin nhiều lần việc này giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai giảm nhiều khâu thủ tục không cần thiết Công dân cũng có thể cung cấp chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba thông qua quét mã QR hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ ba đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ khác như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế và dùng để thực hiện các giao dịch tài chính, thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền. Thưa quý vị, sau đợt điều chỉnh giá xăng từ 15 giờ chiều ngày 21 tháng 2 vừa qua, nhiều người tiêu dùng đã bày tỏ sự lo lắng khi giá xăng ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân và mặt bằng chung giá cả hàng hóa. Ông Sa Văn Ngôn ở tổ 14 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La đi làm cách nhà 15 km. Một ngày ông di chuyển 60 km nên việc giá xăng tăng như hiện nay khiến ông Ngôn phải mất thêm một khoản chi phí đáng kể trước đây thì hai ngày thì tôi đi hết 50 mươi nghìn tiền xăng nhưng bây giờ chắc chắn là là là, là, là nó sẽ cao rồi à, chắc là hai ngày một lượt đổ xăng chắc là cũng phải sáu bảy mươi nghìn thì mới mới đủ đi chúng tôi thì là một người dân một người tiêu dùng thì chúng tôi mong muốn là làm thế nào cái giá cả nó bình ổn và có lợi cho người dân trong việc tiêu dùng Việc xăng dầu tăng giá trong thời điểm này không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập chi tiêu hàng ngày của người dân, mà các tác động lớn đến những người làm nghề giao hàng như chị Cà Thị Thoa, nhân viên xếp hàng của giao hàng tiết kiệm. Nếu như giá xăng cứ tăng như thế này, mỗi tháng chị Thoa phải tốn thêm hơn 600.000 đồng tiền xăng giao hàng so với trước. Bình thường của em, ý, bơm 50.000 thì đã chưa đến 5.000 50 thì đã đầy bình rồi. Hôm nay, hôm nay em đi bơm phải đến hơn 70 000 thì mới đầy bình. một ngày bơm bằng đấy tiền thì mà công ty thì không chi trả cho bọn em cái về cái phần xăng đấy. Bọn em tự chi trả nó ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập của bọn em ạ. Giá xăng trong nước tăng cao nhất trong 8 năm qua. E5 Ron 92 tăng thêm 960 đồng một lít lên 25.530 đồng một lít và xăng Ron 95 tăng thêm 960 đồng một lít lên 26.280 đồng một lít. Giá dầu cũng tăng thêm từ 280 đến 940 đồng trên một lít kg. Giá xăng tăng cao đã khiến nhiều người dân lo âu bởi đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi thì công tác ở trên Mai Sơn đi lại các thứ thì cả đi cả về nó có 60 cây. Cứ nó có tăng thì nhiều khi mình giá tất cả các mọi thứ giá tăng hết lên mà thế đâm ra là nó ảnh hưởng rất là nhiều thì mong muốn làm sao thì là giá xăng cái thứ làm sao nó giảm lên, nó kéo theo mọi thứ nó giảm đi thì đỡ chi phí mỗi lần xăng dầu tăng giá đều thêm sự lo lắng của người dân doanh nghiệp bởi không đơn thuần chỉ là việc phải trả thêm mấy nghìn đồng cho một lít xăng dầu mà đằng sau đó là cả nỗi lo về giá cả lạm phát nhất là trong đúng thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19 thì quả thực là một áp lực lớn đối với người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kế hoạch của con tỉnh Sơn La về việc triển khai đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, ngày 22 tháng 2, đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy của tỉnh đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ trung tâm huyện Sóc Cổ đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như quyết định thành lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy, quyết định ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy, quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh, đồng thời kiểm tra thực tế các hạng mục phụ trợ như các công trình kỹ ốt bán hàng, nhà chợ chính, nhà bán hàng tươi sống, nhà bảo vệ. Qua kiểm tra, chợ xốp cộp đã cơ bản đầy đủ các văn bản theo quy định, hệ thống điện, hệ thống chống xét, nguồn nước phục vụ chữa cháy, hệ thống chữa cháy và giao thông bên trong cơ sở đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chợ xốp cộp cũng trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy như trang bị 48 bình chữa cháy, 15 bộ nội quy tiêu lệnh, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, niêm yết tại nơi dễ quan sát. Ngoài ra, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các đội viên phòng cháy chữa cháy cơ sở. Qua kiểm tra, đều đã nắm bắt được kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu. Tới đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La nhiều mây đêm có mưa vài nơi, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá, trưa chiều giảm mây hưởng nắng độ ẩm phổ biến từ 72 đến 100%. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh Quỳnh Nhai từ 9 đến 17 độ, thành phố Sơn La 7 đến 15 độ, Mường La 11 đến 19 độ, Mai Sơn 6 đến 15 độ, Yên Châu 9 đến 18 độ, Sông Mã 10 đến 17 độ, Bắc Yên 6 đến 16 độ, Phủ Yên 9 đến 18 độ, Mộc Châu 4 đến 11 độ, Sốt Cộp 10 đến 17 độ, Vân Hồ 4 đến 11 độ. Thuận Châu 9 đến 17 độ.